Ai bánh tráng đây? Bánh tráng đây mọi người ơi. Bánh tráng thơm ngon bổ dưỡng chỉ có 5.000 một bịch thôi, có hẳn 5 vị. Thơm ngon ơi là thơm ngon. Bánh tráng đây mãi vô mọi người ơi. Mua nhanh thì còn mà chậm mua thì vẫn còn nguyên tại vì ế quá mà. Mọi người ơi, mua hàng ủng hộ em đi mọi người. Chán ghê, không hiểu tại sao sáng nay ai mở hàng mà lại ế. Tính ra là chưa ai mua hàng thì làm gì có ai mở hàng ta. Con tới mua bánh tráng đúng không con? Cô ơi, nhà cô có cái gì ăn ngoài bánh tráng không cô? Cô chỉ có mỗi bánh tráng thôi, con ăn bánh tráng đi. Không, con không mua bánh tráng nữa đâu. Bánh tráng ăn vô, nóng, nổn mụn đó cô. Làm gì có. Thật mà, ngày nào con cũng ăn bánh tráng nhà cô bán. Mà là bây giờ mặt con mới tệ đây hột mi này. Mà con cười em quá trời. Này, cô ăn bánh tráng mỗi ngày có nổi mụn đâu. Này thấy không, thấy không, thấy không? Làm gì có mụn đâu. Cô xem mặt con à. Cái này, cô xem đi. Ôi, ghê, ghê. Không, không ghê. Có mụn cũng đẹp gái mà con. Có mụn vẫn rất là xinh luôn ấy. Trời ơi, cô nhìn con kiểu như là mặt nở hoa vậy, rạng ngời gì đâu luôn á. Thôi con mua bánh tráng ủng hộ cô đi. 5.000 một bịch thôi. Mua 5 bịch cô giảm giá là chỉ còn 25.000. Vậy là rẻ dữ cho cô. Thì 5 năm 25. Đúng rồi, nhưng mà con cứ mua đi. Rồi cô tặng cho con tình yêu thương của cô. Tình yêu thương của cô con cũng không lấy đâu. Khi nào á cô nhập được cái hàng gì vừa ngon vừa mát vừa bổ thì lúc đó con mua ủng hộ cô. Còn bây giờ con không mua đâu. Con chào cô. Vậy chào con nha. Cũng có thể là mình bán ế là bởi vì mình bán mỗi bánh tráng. Bánh tráng thì nóng này, ăn vô thì nổi mụn là đúng rồi. Mình cũng chỉ dám ăn ít ít thôi. Được rồi, mình sẽ lấy một mặt hàng khác, đảm bảo vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, ăn nó lại mát lạnh. Một sản phẩm rất là đặc biệt, rất là ngon mà chị đảm bảo rằng các em sẽ rất là thích luôn. Quá nhiều từ rất trong cái đoạn video này rồi, bởi vì chị đang cảm thấy rất là phấn khích luôn đó các em ạ. Bây giờ thì mình sẽ mở cái thùng này ra để cho các em xem là bên trong đây là gì nhá. À không, đây là cả một cái xe luôn ấy. Thực ra thì hình như là cái xe này nó không chở hết hàng của em đâu đúng không ấy? Còn hàng của người khác nữa, nhưng mà số lượng của chị đặt cũng rất là lớn luôn, để được giá ưu đãi nhất cho các em đó. Nào, chúng ta cùng lại đây để xem nào. Kia kia các em. Đó, đối với chị á thì đấy đã là lớn lắm rồi. Chị cứ tưởng là nguyên cả cái xe này là của chị luôn. Nhưng không phải, có mỗi thằng này của chị thôi. Đó các em này, nhìn thì cũng giống sữa nhưng mà không phải sữa đâu nha. Cái này người ta gọi là thạch sữa. Thạch sữa này thì ăn rất là ngon. Chút xíu nữa thì chị sẽ thử cho các em. Bình thường á, muốn ăn thạch sữa thì chúng ta cần phải đi những siêu thị lớn, Family Mart hoặc là các cửa hàng tiện lợi thì mới có cái thạch, mà cái thạch đó thường là nhập khẩu từ nước ngoài về. Tuy nhiên, Lotharmil đã sản xuất ra một loại thạch sữa rất là ngon, rất là thơm, rất là mát. Chỉ cần cho vào trong tủ lạnh thôi, đi học về, nắng nôi, mình mút cái rụt đã gì đâu luôn á. Nào, nhanh nhanh, giờ chị sẽ khiêng hết đống này xuống. Ở đây thì chị đã đặt 50 thùng. 50 thùng thì các bạn tha hồ mà ăn, tha hồ mà đặt hàng. Thậm chí á, bạn nào mà muốn lấy về mua xịn. Ôi thôi, chị nói nhiều quá, chưa cho các em biết bên trong đây là cái gì mà đã nói quá trời luôn á. Thank you.
nói với các em đây là sản phẩm thạch sữa chứ không phải là sữa. Thì nếu như mà bạn nào chưa biết thạch sữa là gì thì bây giờ chị sẽ khui cho các em. Có rất là nhiều bạn nói rằng là chị ơi, thạch sữa ấy thì thường là bán ở các cửa hàng tiện lợi và giá thì khá là mắc. Không biết là sản phẩm thạch sữa của Long Thành thì có, của Lo Tham Minh thì có mắc hay không. Thì bây giờ chị công bố luôn cái giá rất là rẻ của nó, đó chính là chỉ có 3.000 một cây thạch sữa thôi các em ạ. 3.000 thôi mà ăn vào thì nó mắt rười rượi. Bây giờ thì chị sẽ khui ra để cho những bạn nào chưa biết thạch sữa là gì nhìn thấy thạch sữa của Lo Tham Minh nha. Thạch sữa của Lo Tham Minh thì nó có 3 vị. Đầu tiên đó chính là cái hương này. Hương này chị nghĩ là hương vải à ta? Cái hương vải thì phải. Hương này chị thấy rất là thơm, rồi có hương ổi nữa. Bữa trước là chị ăn hương ổi đó. Có hương ổi này, hương vải và hương cam. Dành cho những bạn nào thích ăn ổi á thì các bạn có thể chọn hương ổi. Bạn nào thích ăn vải thì chọn hương vải. Bạn nào thích mùi vị thơm ngon của cam và có nhiều vitamin C thì các em cũng có thể chọn hương cam. À mà ổi còn nhiều vitamin C hơn là cam luôn đó các em. Còn nếu không á thì các em có thể mua mix 3 vị. Chị á sẽ bán kiểu là 10.000 3 túi gồm 3 vị khác nhau. Còn nếu mà bạn nào mua 10 túi á thì là chỉ 30.000 cho 10 túi mà thôi. Wow, đây chị sẽ cho các em xem. Nhìn thôi. Và điều đặc biệt của cái này nhá các em, đó là nó có in hình của chị. Đâu ta, hình của chị đâu ta? Để xem nào, để chị tìm xem là hình của chị ở đâu. Đâu rồi? Hình như cái dây này nó lại không có hình của chị. Cố gắng chị tìm xem hình của chị. Tại hôm bữa người ta có nói với chị là có in hình của chị mà, giờ lại không thấy hình của chị. Ôi không thấy hình của chị. Để xem cái thùng khác có hình của chị không. Thùng này là không có hình của chị rồi. Buồn lên đi thôi. Rõ ràng là người ta có nói là in hình của chị mới lấy về 50 thùng. Bởi vì chị sợ rằng là nếu mà in hình của chị sẽ ế, nên là chị cố gắng chị lấy về để cho nó hết mà. Mà giờ không thấy hình của chị, buồn ghê luôn chứ. Ông bà la hình chị, cái này sẽ có hình chị. Ôi không có hình chị luôn. Thử cái thùng khác coi là tìm chị Thơ Nguyễn. Các em hãy cùng chị tìm chị Thơ Nguyễn nhé. Nếu như mà ở trong đây không có hình chị thì các em hãy đi ra cửa hàng tạp hóa hỏi xem. À mà nhà bạn nào có mẹ bán tạp hóa mà muốn lấy cái sản phẩm này về bán á, thì các em cũng có thể liên hệ với chị qua Facebook Thơ Nguyễn Family Shop nha. Chị sẽ cố gắng để tìm ra chị. Tìm chị ở trong đống thùng này. Đây là hương cam là không có chị rồi. À, chị sẽ thử cái hương vải coi. Đâu rồi ta? Hương vải không biết là cái nào nữa. Đây. Không biết là... thấy chị rồi, thấy chị rồi. Trời ơi, mừng quá. Chị đã tìm thấy chị rồi các em ạ. Tìm thấy chị rồi, yeah yeah yeah. Đây, chị sẽ lấy cái này xuống cho các em xem. Ôi Thộn mà sau khi kiểu là bảo là tìm thấy chị rồi thì Thộn cảm thấy rất là vui mừng phấn khích luôn á. Thộn giật cả mình luôn. Thấy chị rồi. Đây, không biết là các em có nhận ra chị hay không, nhưng đây chính là chị nè. Đó, các em thấy không? Đó, đây là chị này, chị còn đeo kính nữa nè. Thì hồi này á, là lúc mà chụp cái hình này là lúc tóc chị Thộn sau khi mà bảo là nhìn thấy chị á, Thộn đã cảm thấy rất là vui. Cái hình này nè, lúc mà chị chụp á thì tóc của chị còn ngắn này, xong rồi chị còn mặc cái áo đen. Mà hồi đó chị hay mặc cái áo kích cổ cao cao đến đây nè. Đó, cách đây khoảng mấy tháng đó. Đây, hình của chị quá trời đất luôn đó các em ạ. À, có chữ ký của chị luôn này các em. Nếu như mà bạn nào mua cái này về ăn á, là 10.000 thì sẽ được 3 cây như thế này. 10 cây á thì chỉ có giá là 30.000 thôi. Bạn nào mua số lượng càng lớn á thì càng được giá rẻ. Mà nếu như mà mẹ bạn nào bán tạp hóa mà muốn nhập cái này của chị về bán á thì lại còn được rẻ hơn nữa cơ. Lại còn được hình của chị này, được chữ ký của chị nữa chứ. Bây giờ thì chị sẽ lấy ra và ăn thử 3 vị xem là 3 vị đó thì nó sẽ có mùi vị và khác nhau như thế nào nhá. Đây, chị sẽ lấy vào cái đĩa này để cho các em thấy rõ này. Đó. Bình thường á thì cái này xé rất là đơn giản. Các em chỉ cần xé như thế này mà không cần kéo luôn. Rồi. Và khi ăn á thì bình thường chị sẽ ăn kiểu này. Nhưng mà hôm nay thì chị sẽ đổ nó ra đây. Ui mùi vải thơm hương phước luôn cho các em thấy. Wow. Hấp dẫn quá đi thôi các em à. Wow. Nhìn ngon lắm. Mát rượi, mặc dù chị chưa cho vào tủ lạnh nhưng mà nó mát và ngon lắm. Mùi vải thơm ngon cực kỳ. Không biết cái mùi cam thì sẽ thế nào nhỉ. Chị quay ra để cho các em thấy rõ là cái thạch nó núng nính như thế nào, nó ngon như thế nào. Đây nha các em, giờ chị sẽ đổ nó ra đây cho các em xem nha. Cái mùi vải thơm lắm, ngọt đúng à. Ngọt và rất là thơm. Đó, các em thấy này, nó núng nính luôn. Đó, cái lớp da của nó thì rất là bóng. Nhìn thèm quá đi thôi. Một mình chị một lúc chắc phải ăn được 10 cây này luôn á. Wow, các em nhìn này. Lắc 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 lắc, chị lắc lắc. Ôi, lắc lắc mà nó núng nính đã lắm.
giờ thì chị sẽ ăn thử nhá. Thực sự là nó rất ngào ngon, cam nó thơm mà ngọt, không hề bị ngán mùi sữa đâu nhá các em nhá. Kiểu là cái sữa của nó hình như là không có quá là nhiều để chúng ta bị ngán đâu. Mùi thì thơm mùi trái cây, vị ngọt thì thanh mát. Kiểu là giống như là chúng ta đang được lạc vào trong một khu vườn. Ở trong khu vườn đó là quá trời cam, những quả cam mọng nước. Và bữa lấy một múi cam cho vào trong miệng, cắn phập một phát, nước cam nó ứa ra mát lạnh. Đúng là tuyệt vời. Nếu như mà bạn nào thích ăn cái kiểu mà nó hơi có lạnh một chút xíu, các em có thể cho vào tủ lạnh. Còn bạn nào thích ăn dạng kem á, dạng cứng cứng như kem á, thì cho vào ngăn đá luôn. Ngày xưa chị cũng hay cho thạch sữa vào ngăn đá, ăn rất là ngon. Mà hồi xưa cũng không phải là thạch sữa đâu, mà chỉ là những cái túi nước thôi. Bây giờ thì chị sẽ tìm mùi ổi đi, tại vì chị rất là thích mùi ổi hồng luôn á. Mùi ổi hồng chắc chắn là sẽ rất là ngon luôn. Mùi vải là thơm ngon lắm rồi, mùi ổi hồng thì chắc chắn sẽ là rất ngon. Mùi ổi đâu ta, hương cam này, hương cam nữa này, hương vải, hương vải. Ủa, vậy hương ổi đâu ta? Rõ ràng là chị có lấy cả hương ổi nữa mà. À đây hương ổi rồi này, chị đã thấy hương ổi. Đợt này thì chị đã lấy số lượng rất là lớn, các em cứ yên tâm nhá, bởi vì chị tin đây là sản phẩm best seller mới ở shop của chúng ta. Không biết là trong cái hương ổi này thì có hình của chị không, các bạn cứ tự tin là mua 3 hương về ăn thử xem là mình thích cái hương nào nhất. Đây cái ổi hồng đây này, cái ổi hồng cái thiết kế bên ngoài cũng rất là xinh. Ơ à, có chị luôn nè, ổi hồng cũng có chị và cũng có chữ ký của chị thợ luôn. Hình như là chỉ có cam mà không có chị thôi. Wow. Ta-da. Núng nính thấy yêu luôn. Giờ thì chị sẽ ăn thử. Thơm. Thơm thật sự thơm. Mát thật sự mát. Giống như kiểu là chị lạc vào một vườn ổi vậy. Là mát rượi. Nhưng mà bình thường các em đừng có ăn như chị nhá. Ăn như chị là hơi bị vô duyên á. Bình thường thì chúng ta nên ăn kiểu này thế này. Lúc nãy chị ăn để cho các em thấy sự ngon mát của nó thôi. Chứ bình thường là người ta sản xuất ra để mình ăn kiểu này này. Ngon. Thậm chí ăn nó còn dai giòn sật sật nữa. Kiểu mát, kiểu núng nính, kiểu trơn. Nhưng mà nó lại còn dai giòn sật sật giống như kiểu là thạch á. Thèm lắm hả Thộn? Các em thấy đấy, bạn Thộn kiểu thèm mà nhìn Thộn đây này. Đó. Nhưng mà bạn Thộn thì đâu có ăn được cái này. Các em biết không, bạn Thộn bị mù mắt. Từ hồi nhỏ là bạn Thộn cũng bị mù mắt rồi, các em cũng biết đấy. Vì vậy nên là bạn Thộn không có biết được là người ta đang ăn cái gì đâu. Chẳng qua là bạn Thuận ngửi thấy mùi thơm của nó nên là bạn Thuận ngước lên, bạn Thuận thèm thuồng. Tuy nhiên là cái này thì Thuận không ăn được, không phù hợp với lại Thuận nhá. Khi nào mà có cái gì phù hợp với Thuận thì chị sẽ cho Thuận ăn nhá. Mặc dù vậy, nói như thế rồi nhưng mà vẫn rất là thèm. Bạn Thuận thì khả năng nhìn của bạn ấy rất là yếu đó. Này, ngon lắm. Cho Thuận ngửi. Cho Thuận ngửi cái bịch. Chị được ngửi thôi. Rồi, không ăn được, cái này không phải là đồ ăn của Thộn. Không, không ăn được, cái này chỉ là cái vỏ thôi. Đó, các em thấy không? Cái mùi thơm nó cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ cuốn luôn ấy. Bây giờ thì chị sẽ đổ một lúc 3 cây dọc ra đây để cho các em quan sát xem là cây nào các em sẽ thích nhất nhá. Đó, nếu mà bạn nào thích cái cây nào nhất á thì các em cứ nhanh tay các em đặt hàng đi. Mà nếu các em không nhanh tay đặt hàng á thì hàng cũng còn nguyên thôi. Bởi vì chị nhập số lượng rất là lớn và do là chị nhập thẳng từ nhà máy luôn, cho nên là giá cả cũng rất là phải chăng. À, nhìn núng na núng nính thích thật luôn ấy. Rồi rồi rồi, cuối cùng bạn báo cũng nghe thấy mùi rồi. Báo xe ra đi. Báo, chỗ này không phải là chỗ để báo ăn được đâu. À, ngon lắm. Báo không ăn được nên là báo đã tức chạy ra chỗ khác rồi. Em có thể xem quan sát này. Thôi, lộn xộn. Đó các em thấy không? Mấy bạn này nghe mùi một miếng thôi là lộn xộn ngay lập tức. Thôi nhá, cái này là đồ của chị ăn không phải là của em ăn đâu. Chị sẽ cắt ra và ăn nhẹ nhàng. Lúc mà cắt ra các em nó kêu sật sật luôn á.
Thơm quá đi thôi. Bây giờ thì chị sẽ anh mix hai vị vải với lại cam cùng một lúc xem nó thế nào. Cái này á, nó cái thạch của nó rất là dai và giòn luôn, chứ không phải là như bình thường đâu. Chị cảm giác nó giống như kiểu là thạch dừa đấy. Bạn nào mà team thích ăn thạch dừa thì chắc chắn là sẽ thích cái này. Chị sẽ ăn một lúc hai vị lẫn lộn vải với lại cam. Ăn hai vị một lúc cũng rất là ngon. Các em có nghe thấy ấy, nó giòn sần sật không? Ở đây nữa này. Còn đây là vị ổi, trời ơi, cái màu hồng. Bạn nào yêu màu hồng và thích sự giả dối thì không thể... yêu màu hồng và ghét sự giả dối chứ tại sao lại có người thích sự giả dối được ta? Yêu màu hồng và ghét sự giả dối thì các em có thể ăn cái hương ổi này nha. Đó, lúc mà chị đập nó lên cái thìa nó núng 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 đã luôn. Cộng với lại hương cam. Theo như nghiên cứu khoa học của chị thì ổi có nhiều vitamin C, rất là nhiều, thậm chí là nhiều vitamin C hơn cam, và nằm trong top những loại hoa quả có vitamin C nhiều nhất. Và các em cũng đã biết rồi đó, vitamin C thì rất là tốt cho sức khỏe này, giúp tăng sức đề kháng này, phòng ngừa các bệnh nhiều lắm. Nói chung là cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Bạn nào mà cảm thấy rằng là dạo gần đây là hay ho này, hay mệt mỏi này, thì các em cũng có thể mua thạch ổi về để ăn để bổ sung vitamin C nha. Đã thật. Link mua hàng thì chị sẽ để bên dưới, các bạn có thể bấm vào link bên dưới. Bạn nào mà muốn nhập số lượng lớn này, nhập sĩ hoặc mẹ của bạn nào muốn bán tạp hóa lấy cái sản phẩm này về thì các em hãy nhắn tin trên Facebook Thơ Nguyễn Family Shop nha. Còn bây giờ thì chị phải bắt tay vào bán hàng đây. Chị nghĩ rằng ngày hôm nay chị sẽ rất là mệt mỏi luôn, bởi vì cái này nhiều bạn mua lắm. Video của chị đến đây là kết thúc. Nếu như các em thích cái này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ mệt nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Quên, nãy đến giờ quên một việc quan trọng. Mời các em ăn. Để mua hàng ở shop của chị Thơ thì rất đơn giản, có hai cách. Cách một là các em hãy vào Facebook tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Family Shop và bấm vào trang có hơn 300.000 người theo dõi này này. Ở đây thì có những cái bài đăng cập nhật các mặt hàng rất là chi tiết. Chỉ cần nhắn tin cho shop thì các chị nhân viên sẽ hỗ trợ các em đặt hàng một cách dễ dàng. Còn bạn nào mà muốn nhanh chóng hơn thì có cách 2 đây. Chỉ cần vào Shopee tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Shop là dễ dàng tìm thấy rồi. Sau đấy thì chỉ cần bấm vào shop và xem các sản phẩm, ứng cái nào thì chọn mua cái đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Giá ở đây thì cũng hiển thị công khai nhé, nên là nếu mà được nhiều bạn ủng hộ thì chị Thơ sẽ nhập về đa dạng hơn các mặt hàng để bán phục vụ các em. Nên là các em hãy ủng hộ chị Thơ đi, mỗi người một tay thôi để giúp giải cứu chị Thơ nhá.